Sẽ có 1.674 hộ dân nằm trong vùng thiên tai nguy hiểm, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ di chuyển các hình thức phù hợp trong giai đoạn 2022-2025. Theo đó, có 737 hộ được bố trí sắp xếp tập trung, 488 hộ xen ghép, còn lại là ổn định tại chỗ. Mức hỗ trợ trực tiếp cho các hộ sắp xếp dân cư tập trung và xen ghép thực hiện theo Nghị quyết số 05 ngày 9 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ đầu tư các điểm sắp xếp dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Theo đó, hỗ trợ di chuyển 80 triệu đồng một hộ đối với sắp xếp xen ghép và hỗ trợ di chuyển 15 triệu đồng một hộ đối với sắp xếp tập trung. Thực hiện hỗ trợ ổn định tại chỗ 20 triệu đồng một hộ bằng ngân sách tỉnh. Việc di chuyển sắp xếp dân cư đảm bảo các hộ dân sau khi đến nơi ở mới phải tốt hơn nơi ở cũ, đủ điều kiện để ổn định cuộc sống lâu dài và phát triển kinh tế bền vững.